Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Online ở Season 19 với series phân tích chuyên sâu các cái vật phẩm sau khi được nâng cấp lên ở Season 19. Và như anh em cũng đã biết, Win5 đó là một trong những vật phẩm mà được rất nhiều anh em quan tâm khi mà xuất hiện ở Season 19. Với sự thay đổi về chỉ số đam cũng như là về ngoại hình thì có những cái win anh em rất là thích thú khi mà được lên win 5, nhưng có những nhân vật thì anh em chỉ trông nó rất là xấu, và đặc biệt đó chính là nhân vật DK như trên màn hình mà mình đã thể hiện cho anh em. Thì theo mình thì win DK này nó rất là xấu anh em ạ, nó không thể hiện được sức mạnh cũng như là khả năng hâm hổ của DK, mà nó có dạng cảnh bướm thì làm cho DK khá là yếu điệu và có vẻ là không thích hợp với nhân vật này. Nhưng mà bỏ vấn đề đó qua đi một bên, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ test cái sức mạnh của win 5. Và để tèm được sức mạnh đó thì chúng ta tất nhiên là phải có một cái Win 4 để so sánh, đúng không? Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút về các cái chỉ số của Win 4. Đầu tiên mình sẽ tháo Win 5 xuống và chúng ta sẽ mang Win 4 lên. Và chúng ta sẽ cùng ghi lại những cái chỉ số và thông tin quan trọng. Đầu tiên khi mà anh em mang Win 4 thì lượng đam tăng thêm của em nó sẽ là 70%, lượng đam hấp thụ là 73%. Đấy. Và nó sẽ tăng tốc độ di chuyển. Ở đây Win 4 sẽ tăng cho anh em là 404 điểm tăng vào đam và 1384 điểm tăng vào đẹp. Đấy, anh em lưu ý nha anh em. Và lượng đẹp của anh em đạt được lúc này là bao nhiêu? Lượng phòng thủ mà anh em đạt được sẽ là 11582 điểm phòng thủ. Anh em sẽ mình sẽ note cái thông số này lại, lát nữa chúng ta so sánh những năm nhé. Và lượng attack power mà em nó đạt được là 11866 so với và cao nhất là 12.077, và lượng attack power tăng thêm là 12.456. Đấy. Và lượng skill attack power vẫn là 409 nhé. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi đến option của em nó. Option của Win 4 thì sẽ cao nhất ở server của mình sẽ là 5% khi mà cấp độ level 4, tức là sẽ đạt được 5% xuyên giáp. Và ở đây thì Win 4 của mình đang có bao là xuyên giáp tăng đam nhân 2 và tăng sức mạnh lên 10 điểm. Ngoài ra cái dòng thuộc tính của em nó của Win 4 này thì sẽ là chỉ là tăng đẹp cấp 1 lên 193 điểm nhé. Rồi, tiếp tục. Với cả cái option của Win 4 như thế thì Win 5 nó như nào? Bây giờ mình sẽ tháo Win 4 xuống và chúng ta sẽ mang Win 5 lên. Rồi, đây là Win 5 khi mình sử dụng. Thì thông thường các cái server chính thức của WebGen sẽ không có dòng lúc của Win5 nhé. Thì có server của mình là server Tritic, server làm lại. Thì admin họ khảm thêm cho mình là viên giai đoạn lúc. Thì bây giờ Win5 của mình mới có thêm dòng lúc như thế này. Và anh em nhìn vào em cũng có thể thấy sự khác biệt rất là lớn. Đó là lượng đam tăng thêm của em nó bây giờ là 2324 đam tăng thêm. Và lượng phòng thủ tăng thêm là 2737 điểm, và sẽ có là 70% đam tăng thêm và cũng như là 73% đam hấp thụ. Ngoài ra nó sẽ có thêm một cái dòng nữa là đam correction cộng 16. Thì hiện tại cái đam này mình cũng chưa xác định được là nó sẽ tăng vào đâu, và cũng chưa thấy WebGen công bố là cái đam này nó sẽ được tính như thế nào. Thì chúng ta sẽ bỏ vấn đề đó sang một bên tiếp nhé. Và dòng của em nó bây giờ được tăng lên là dòng sẽ là 7%, và dòng của mình hiện tại là dòng đúc của đam. Ngoài ra Win Core hay còn gọi là lõi cánh, thì lõi cánh của Win 5 sẽ tăng cho anh em thêm là 273 điểm tấn công nữa. Và lượng phòng thủ tăng thêm đối với cấp 1 sẽ là 100 mặc định và không thể tăng thêm nữa anh em. Và cấp 2 sẽ là 210. Thì ở đây em có thể có một lưu ý nhỏ, anh em có để ý không? Thì Lemon Defending Grid, tức là lượng phòng thủ thuộc tính chỉ có là 100, nhưng mà so với Win 4 khi mà anh em cộng lên 15 thì nó sẽ là 193 điểm anh em. Nên khi anh em sử dụng Win 4 thì khả năng lượng phòng thủ thuộc tính của anh em sẽ cao hơn đấy. Đấy. Rồi, vậy so với các cái thông số như vậy thì Win 4 với Win 5 nó khác biệt như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ có cái bảng nhé, mình sẽ có cái bảng, mình sẽ có cái ảnh để anh em có thể thấy được rõ là sự Win 4 với Win 5 nó khác biệt như thế nào. Anh em sẽ cùng mình so sánh luôn ngay bây giờ. Đấy, mình sẽ để lại cái hình này cho anh em tí. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ so sánh giữa Win 4 với Win 5, anh em xem cái hình nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với bảng so sánh chi tiết giữa Win 4 và Win 5 để anh em có một cái nhìn khách quan nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với sức tấn công, tức là attack power. Ở đây Win 5 cao hơn Win 4 lên đến 11.133 điểm. Và con số này
chỉ số này là rất là cao anh em ạ. Đây là một điều đặc biệt quan trọng để anh em có sự lựa chọn chính xác nhất, có nên nâng cấp sớm hay không. 11.133 điểm là rất là quan trọng cho việc gia tăng khả năng tấn công của DK. Tiếp tục ATK Ray thì win 5 lại thua win 4 đấy, 2 điểm, nhưng mà 2 điểm này thì lại không quan trọng. ATK Ray đó thể hiện cho khả năng tấn công thành công nhé, 2 điểm thì nó không quá là quan trọng so với chỉ số của nó lên đến là 14.671, không quá quan trọng anh em ạ. Tiếp tục cái thứ ba đó là khả năng phòng thủ, thì win 5 nó tiếp tục cao hơn win 4 lên đến 1.786 điểm phòng thủ. Ui dồi ôi, khả năng vượt trội hơn hẳn anh em ạ. Win 5 nó sẽ vượt trội hơn hẳn win 4 rất là nhiều. Và ngoài ra là win 5 nó thêm có thêm dòng là 8 correction nữa anh em. Thì trên đây là cái bảng này thì anh em cũng có thể thấy là chúng ta nên úp win 5 sớm nhất có thể. Đấy, chưa kể là dòng win 5 nó sẽ là có dòng 7%, còn win 4 chỉ là 5% là cao nhất thôi nha anh em. Và qua bảng này thì anh em sẽ có một sự lựa chọn chính xác nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đi test đám thực tế giữa win 4 và win 5 để xem từ chân vịt lớn hơn quá nhiều hay không khi mà chỉ số nó thể hiện lớn như vậy. Rồi, để đi test đám của DK thì mình cũng sẽ đi đến với map là Taviat 3. Và ở đây mình sẽ sử dụng skill là skill Master 5 nha anh em. Skill Master 5. Và đầu tiên mình sẽ sử dụng win 5 trước nha anh em. Mình sẽ sử dụng win 5 trước và chúng ta sẽ để khoảng 5 phút để xem đám cao nhất của DK khi mà sử dụng win 5 là bao nhiêu, cũng như là tổng đám trên 1 giây là bao nhiêu. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nào anh em. Rồi, ta sẽ cùng nhìn nào. Ui, nhiều quá anh em ạ. Quá là khó nhìn nữa anh em. 14.000, 1.472, 1.750.000 nhé, 1.750.000 kìa. Đây là con số đám cao nhất của DK. Đám cực kỳ dày nha mà. 1.744, 1.750.000 nữa nhé. Mình sẽ giữ khoảng là hơn 1 phút thôi là được anh em ạ. Hơn 1 phút thôi là chúng ta có cái chỉ số chính xác rồi. Tức tấn công mà win 5 nó sẽ mang lại cho chúng ta là tầm 70 triệu nha anh em. Tầm 70 triệu khi mà chúng ta đam 4 mục tiêu liên tục trong vòng hơn 1 phút, 70 triệu. Và con số đam cao nhất sẽ là 1.750.000. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang win 4. Đấy, ok. Rồi, chúng ta sẽ đổi sang win 4. Rồi, đam đi nào. Và chúng ta vẫn sẽ để tiếp tục là khoảng 1 phút đi nhé. Khi mà chúng ta sử dụng win 4 thì để chúng ta sẽ cùng kiểm tra hơn 1 triệu đam anh em ạ. Con số mang là chỉ là hơn 1 triệu đam cao nhất, 1.042 kìa anh em. 1.100 à, 1.300 anh em ạ. Hơi khó nhìn một tí do đam dày quá anh em. 1.398.000 đam cao nhất. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục để xem là lượng normal đam trên 1 giây là bao nhiêu. Rồi, sau hơn 1 phút thì lượng normal đam của em nó đạt được là khoảng 50 triệu đam trên 1 giây khi mà đam 4 mục tiêu. Và con số này nó thấp hơn rất nhiều so với win 5. Win 5 thì chúng ta đạt được 70 triệu. Và lượng đam cao nhất của win 4 Win 4 cho DK là khoảng 1.310.000 nhé nhé. Còn Win 5 sẽ là 1.750. Win 5 nó sẽ cao hơn Win 4 là 450k đam. Rất là lớn anh em ạ. Rồi và mình cũng sẽ có một cái bảng để anh em so sánh dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất giữa đam và tổng đam. Và chúng ta sẽ cùng xem nha nhé.
rồi chúng ta sẽ đi đến với bảng so sánh chi tiết, so sánh giữa RAM của Win 4 và Win 5 thực tế. Thì trên màn hình anh em cũng có thể rất là rõ là Win 5 nó cho lại một lượng RAM cao hơn hẳn rất là nhiều so với Win 4, khi mà Win 5 đạt được lượng RAM cao nhất là 1.750.000, còn Win 4 chỉ là 1.332.000. Đối với tổng RAM trên 1 giây thì là Win 5 sẽ là 70 triệu, còn Win 4 chỉ là 48 triệu mà thôi. Như vậy, sau cái bài so sánh của mình giữa Win 4 và Win 5 thì chắc là anh em cũng có được cái đánh giá của mình khi mà có nên úp Win 5 sớm nhất hay không. Khi mà anh em cũng biết là chúng ta mà úp Win 5 sớm thì giá trị vật phẩm nó rất là cao, khi mà ai cũng muốn sở hữu cái Win 5 đầu tiên của server chẳng hạn. Đấy. Nhưng mà những cái con số nó mang lại rất là đáng giá được, phải không anh em? Từ chỉ số RAM, chỉ số phòng thủ, tất cả Win 5 đều vượt trội hơn rất nhiều so với Win 4. Đấy. Và mình hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được rất nhiều cho anh em khi mà có sự so sánh giữa Win 5 và Win 4. Và anh em đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để có thể theo dõi các video tiếp theo của mình mà không bị bỏ lỡ. Ngoài ra thì anh em có thể ủng hộ mình bằng cách donate qua tài khoản Vietcombank và Momo ở trong phần mô tả. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.